Rồi, hôm nay mình đang có ở đây 3 sản phẩm mới nhất của Oppo. 3 máy, 3 ngôn ngữ thiết kế khác nhau luôn. Một điểm trừ luôn rồi nhá. Bởi vì thiết kế khác nhau như vậy thì nó rất là khó để mà làm nổi bật cái chất của hãng. Tính riêng biệt từng sản phẩm ra, thì mỗi máy nó đều có được những trải nghiệm rất là hay ho và nổi bật trong phân khúc. Đặc biệt là chiếc Oppo Find N3 này, thậm chí nó còn được nhiều anh em review trên thế giới khen rằng là chiếc điện thoại gập tuyệt vời nhất cơ mà. Không biết là anh em có khen thái quá hay là không, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm và đánh giá của mình sau một khoảng thời gian là 1 tuần sử dụng nhá. Nói thật là mình luôn ấn tượng với các phong cách đóng hộp của Oppo. Nó nổi bật lên như là một sản phẩm cao cấp, đắt tiền. Và Oppo thì vẫn luôn tặng củ và dây sạc đầy đủ đi kèm, mà toàn là củ sạc công suất cao luôn nhá. Ví dụ như là Find N3 đi kèm với củ sạc SuperVox 67W, còn Find N3 Flip thì củ 44W luôn cơ mà. Rồi, bắt đầu với chiếc Find N3 này đi. Đây là một chiếc máy mà mình cực kỳ thích và mình dùng rất là nhiều thời gian gần đây. Về thiết kế thì so với cả những mẫu điện thoại gập khác như là Samsung Galaxy Z Fold 5 hay là Google Pixel Fold ấy, thì chiếc máy này nó sẽ nhẹ hơn, mỏng hơn và cầm nó cũng sẽ rất là giống so với cả một chiếc máy dạng thanh bình thường hơn. Và tất nhiên là nó sẽ vừa vặn lòng bàn tay của bạn hơn rất là nhiều, đặc biệt là lúc các bạn cầm tay phải nhá. Vì cái phần cạnh ở bên phải nó sẽ bo tròn nên là cầm nó sẽ ôm tay hơn. Có anh em nào mà thuận tay trái và cầm tay trái thì nó sẽ lại hơi cấn đấy nhá. Màn hình ở mặt trước thì tỷ lệ chiều dọc chiều ngang nó y như là một chiếc điện thoại thông thường vậy. Và đây mới là chiếc điện thoại màn hình gập mà người dùng vẫn luôn mong chờ đúng không ạ? Các bạn vẫn sẽ có một cái màn hình ở bên ngoài dùng y như là một chiếc máy thông thường, cộng thêm màn hình lớn hơn ở bên trong rất là nhiều. Và mình phải nhấn mạnh này, đây là trải nghiệm cộng thêm nhá, chứ không phải là kiểu như là Samsung Galaxy Z Fold 5 là phải hy sinh tỷ lệ màn hình ở bên ngoài thì mới có được màn hình lớn hơn ở bên trong. Lý do mà Samsung làm kiểu đó thì mình nghĩ rằng là có rất là nhiều, nhưng mà một trong những lý do dễ đoán nhất ấy là Samsung làm máy nó đang bị dày, nên là nếu như mà làm chiều ngang rộng quá ấy, thì máy nó đã nặng nay lại còn nặng hơn. Thì ở đây là điều mà Oppo đã giải quyết rất là triệt để trên chiếc Find N3 này. Máy vừa mỏng mà lại vừa nhẹ, chỉ vào khoảng là 239g cho phiên bản màu đen và 245g cho phiên bản màu vàng mà mình đang có ở đây. Gần như là tương đương so với cả iPhone 14 Pro Max là 240g. Oppo biết chơi đây đúng không ạ? Mọi chất liệu của máy thì vẫn đều được làm rất là xịn nhá. Kính cường lực Gorilla Glass 5, vỏ nhôm chứ không hề bị cắt giảm đi yếu tố nào để mà làm máy nhẹ hơn. Thậm chí là pin nó còn có dung lượng là lớn hơn so với cả Samsung Galaxy Z Fold 5. Mình nghĩ rằng là Oppo đã tìm được cách để mà giúp cho máy mỏng hơn. Có thể là Oppo sử dụng công nghệ gia công chính xác hơn so với cả Samsung chăng? Mình không chắc. Nhưng mà nhờ mỏng hơn nên là tổng thể máy nó nhẹ hơn và cầm nắm nó cũng sẽ sướng hơn. Và đây chính xác là thứ mà người dùng cần. Rồi, về bản lề thì ở đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng đối với cả kiểu điện thoại màn hình gập này. Thậm chí đối với cả nhiều người thì đây còn là lý do mà họ mua và cũng là chi tiết quan trọng nhất. Thì đây là điểm mà Oppo cũng đã làm rất là tốt ở nhiều mặt. Thứ nhất là khi mà gập vào thì nó phẳng nha, không hề có kẽ hở luôn. Thứ hai là nếp gập ở chính giữa nó mờ đi rất là nhiều so với cả Samsung Galaxy Z Fold 5 hay là Google Pixel Fold. Nó mờ gần như là biến mất hoàn toàn và mình phải căn ke dưới ánh sáng thì mới nhìn thấy được. Mình tin rằng ngay cả những người khó tính nhất thì trải nghiệm sử dụng thực tế là hoàn toàn vô tư. Thứ ba nữa là nó cũng có chuẩn kháng nước IPX4. Chỉ có một chi tiết nhỏ mà mình chưa ưng lắm, đó là khi mà gập mở ra thì nó chưa được phẳng hoàn toàn. Cái này thì của Google nó còn nặng hơn nhá, và Samsung thì cũng bị. Nó hơi hơi lệch một góc rất là nhỏ thôi, và chỉ khi bạn đẩy tay nhẹ thêm một chút nữa thì máy nó mới phẳng hoàn toàn. Rồi, về hiệu năng và trải nghiệm phần mềm thì chiếc máy này nó vẫn sẽ giữ nguyên chất riêng của một chiếc điện thoại Oppo, đó là nó rất là mượt. Dù đã được bổ sung thêm rất là nhiều cử chỉ và thao tác đa nhiệm phức tạp hơn, nhưng mà mọi thao tác nó vẫn rất là mượt. Nó mượt y như là Android thuần luôn ấy, và không có một chút giật lag nào cả. Nó sử dụng Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ nhất, đi kèm đó là 16GB RAM luôn. Nên là cho dù các bạn có mở 4 ứng dụng cùng một lúc ấy, lướt qua lướt lại thì mọi thứ nó vẫn mượt là như vậy. Về màn hình thì cái này Oppo làm cũng rất là ghê nhá. Độ sáng màn hình cả bên ngoài lẫn màn hình ở bên trong nó lên đến là 2800 nits. Và nhìn trong nhà thì còn thấy rằng là nó hơi bị chói cơ. Cái này sẽ cực kỳ hữu ích trong điều kiện sử dụng ngoài trời. Mà khi mà kéo xuống mức thấp nhất ấy thì nó cũng hạ xuống mức siêu thấp luôn. Phải khẳng định ra đây là tấm nền rất là cao cấp. Còn lại các thông số khác thì khỏi phải bàn. Flagship thế nào thì nó có hết. Và cả hai màn hình nó cũng đều có tần số quét là 120Hz, nên là trải nghiệm vuốt chạm là rất mượt. Và như mình đã nói lúc đầu rồi, màn hình ở bên ngoài nó vẫn có kích thước của một chiếc máy tiêu chuẩn, nên là bạn hoàn toàn có thể là xem phim, chơi game từ màn hình ở bên ngoài này. Còn muốn đa nhiệm ngon hơn hay là nhìn các chi tiết một cái rõ ràng hơn ấy thì đã có màn hình ở bên trong. Và đây là một cái trải nghiệm cộng thêm nhá, chứ không phải là hy sinh cái này để mà có được cái kia. Đây là trải nghiệm cộng thêm. Về camera thì riêng điểm này mình có cảm xúc hơi lẫn lộn một chút. Điều mà mình chưa hài lòng ấy đó là nó dày quá và hơi nổi bật quá so với cả một chiếc máy thiên về trải nghiệm gập hơn là một chiếc máy theo dạng all-in vào camera đúng không ạ? Thành thực mà nói thì mình rất là muốn yêu chiếc máy này vì mọi thứ xung quanh của nó đang được làm quá là tốt, từ phần cứng cho đến phần mềm. Và nhiều khi mình nghĩ rằng là giá mà cái phần camera này nó được làm gọn đi một chút nữa thôi thì có phải là mọi thứ nó quá là hoàn hảo không? Nhưng mà mình cũng đang không hiểu vì sao mà mọi thứ xung quanh chiếc máy này nó đều quá là thanh mảnh, lịch lãm như vậy.
mà Oppo lại ốp cái quả cụm camera to dày bản vào đây. Với mình thì nhìn nó hơi bị rối. Ba cam đen sắp xếp đặt lệch trái, nó tạo ra rất là nhiều những sự chú ý không cần thiết trên cái khung máy màu vàng gold như vậy. Đối với cả một chiếc máy gập như là Oppo Find R3 thì đẹp là yếu tố cần được ưu tiên lên hàng đầu, đúng không ạ? Và nếu như mà có thể thì mình chấp nhận cắt giảm đi chất lượng camera xuống đi một chút để mà giúp cho nó có độ dày mỏng hơn và nó đồng nhất với cả ngôn ngữ thiết kế tổng thể hơn. Bù lại thì các bạn có thể giảm độ dày trong ngoặc của cụm camera này bằng cách là cho nó một cái ốp vào là ok, đúng không ạ? Còn nói về chất lượng chụp hình của camera thì điện thoại gập chưa bao giờ có chất lượng là tốt nhất, và chiếc máy này cũng không phải là dạng tốt nhất, nhưng mà nó cũng đã được vào khoảng là 8 cho đến 9 điểm rồi. Đặc biệt là camera tele zoom quang học 3x có độ phân giải là 64 megapixel nên là mức độ chi tiết nó cũng sẽ rất là cao. Nói chung là nếu như mà đem ra so sánh với cả máy khác ấy, đặt gần những cái bức ảnh với nhau thì mới thấy rằng là ảnh nào nó đẹp hơn ảnh nào thôi. Chứ mọi bức ảnh chụp ra từ chiếc Find R3 này, từ đầy đủ sáng cho đến thiếu sáng ấy, thì mình đều rất là hài lòng. Tóm lại thì đây là một chiếc máy có chất lượng rất là đáng khen từ Oppo. Mức giá thực tế khi mà bạn đi mua tại store ấy, nó cũng sẽ không rẻ hơn, nó đâu đó vào khoảng là bằng so với cả Samsung Galaxy Z Fold 5 thôi. Lý do là Oppo không đi theo chiến lược là bán rẻ hơn đối thủ, mà là trong cùng một tầm giá thì Oppo luôn cố gắng tạo ra nhiều giá trị ở bên trong sản phẩm hơn. Rồi, tiếp theo, mình muốn dành một chút thời gian cuối cùng để mà nói về chiếc Oppo Pad 2 và chiếc Find R3 Flip này. Mình rất là bất ngờ khi mà cầm trên tay chiếc Oppo Pad 2 này, các góc của nó được bo cong và cầm lên nó kiểu siêu thích luôn ý. Tỷ lệ màn hình của nó là 7:5, hơi vuông vuông như là iPad vậy, nên là cầm trên tay nó rất là vừa. Và nhờ tỷ lệ vuông vuông nên là diện tích nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cả những chiếc tablet khác có cùng kích thước là 11 inch nhưng mà tỷ lệ chỉ là 16:9 mà thôi. Ví dụ như là chiếc Galaxy Tab A9 đi, nó có tỷ lệ là 16:9 và cũng là 11 inch. Còn chiếc Oppo Pad 2 thì cũng là 11 inch nhưng mà cầm lên tay các bạn sẽ thấy rằng là Oppo Pad 2 nó lớn hơn và nó có nhiều diện tích hơn rất là nhiều so với cả Galaxy Tab A9. Nhưng mà cầm lên tay để mà xem phim, giải trí hay là đọc báo nó vẫn sẽ thoải mái hơn nhá, nhờ cái tỷ lệ hơi vuông vuông của nó. Tần số quay của nó cũng rất là cao là 144Hz. Hơi tiếc là Oppo sẽ không bán kèm bút và case nhé, mà các bạn sẽ phải mua riêng. Và chiếc tablet này cũng sẽ chỉ được bán tại Oppo Brand Shop và Thế Giới Di Động mà thôi. Nó được trang bị lên đến được 4 loa, chất âm nghe đã, con chip Dimensity 9000 và 8GB RAM đủ để mà học tập và giải trí ở mức cơ bản rồi. Thì tương tự với cả Find R3, nó cũng sẽ có một vài những cử chỉ đa nhiệm gần giống. Ví dụ như là vuốt hai ngón từ trên xuống để mà chọn ứng dụng thứ hai để mà đa nhiệm song song này. Rồi thì mình cũng có thể là giữ một ứng dụng để mà thay đổi vị trí này, hay là chụp 4 ngón để mà đưa về dạng cửa sổ nổi. Mình nghịch thì nó cũng sẽ chỉ giới hạn ở một vài thao tác như vậy mà thôi. Cuối cùng là Oppo Find R3 Flip thì nó có một vài những sự tinh chỉnh liên quan đến phần cứng và nhiều thứ xung quanh phần mềm. Về phần mềm thì nhiều ứng dụng nó đã được mang ra màn hình ở bên ngoài. Với các bạn thì tỷ lệ màn hình ở bên ngoài nó không khác gì mấy so với cả một chiếc máy thông thường, nên là gần như là Oppo cũng không phải tối ưu gì quá là nhiều, đưa ra bên ngoài là xong. Còn về phần cứng thì camera nó được đưa vào một bộ khung nhìn nó sẽ liên lạc hơn, và cạnh máy nó cũng được vắt bo cong hơn một chút để mà trải nghiệm cầm nắm nó sẽ dễ chịu hơn. Màn hình bên ngoài có kích thước là 3:26 inch, tần số quét là 60Hz, còn màn hình ở bên trong là 6:8 inch và tần số quét là 120Hz. Độ sáng của máy cũng lên đến là 1600 nits, cũng là mức rất là thoải mái ở môi trường nắng gắt rồi. Về cấu hình thì nó được trang bị con chip Dimensity 9200, 12GB RAM và máy cũng sẽ có chuẩn kháng nước IPX4 tương tự như là Oppo Find R3. Rồi, đó là về bộ 3 sản phẩm mới nhất của Oppo. Cả 3 sản phẩm nó đều có rất là nhiều những chất riêng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về bộ 3 sản phẩm này cũng như là chiếc Oppo Find R3 này? Thì các bạn hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của bạn phía bên dưới nhé. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ ThinkView bằng cách là subscribe channel nhé. Nó là miễn phí và đồng thời nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều động lực để mà chúng mình có thể là gửi đến các bạn những cái nội dung chất lượng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.